Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới, chỉ thị số 35 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới hơn 15.600 điểm cầu các cơ quan trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương và các điểm cầu cấp xã với sự tham dự của hơn 1,28 triệu đảng viên. Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong. Quán triệt nội dung chủ yếu của quy định 144, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, nhiều năm qua đã ban hành chỉ thị, nghị quyết xây dựng Đảng về đạo đức đã được ban hành, thể hiện tư duy mới. Đại hội 12 lần đầu tiên đã đưa công tác xây dựng Đảng về đạo đức ngang hàng với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Đến Đại hội 13, một lần nữa nhấn mạnh phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, việc kịp thời cho từ chức, miễn nhiệm thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút đã thể hiện sự nghiêm minh cũng như rất nhân văn, đưa việc có lên, có xuống, có vào, có ra, dần trở thành văn hóa, việc làm bình thường trong công tác cán bộ. Điều này thể hiện tinh thần kiên quyết và nghiêm minh từ Trung ương xuống tới địa phương. Quán triệt chỉ thị số 35, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Bộ Chính trị đã đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó tập trung công tác nhân sự, phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định. Bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, làm đến đâu chắc đến đó. Cần có cơ chế tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài. Kiên quyết không để lọt vào tổ chức những cán bộ có biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống. Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh yêu cầu triển khai thực hiện quy định số 144 và chỉ thị số 35 nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân. Làm cho văn hóa con người Việt Nam. Quy định số 144 được ban hành mới là thành công bước đầu. Điều quan trọng cốt lõi nhất là mọi cán bộ đảng viên phải tự quán triệt, thực sự thấm nhuần sâu sắc quy định và phải tự giác thực hành các chuẩn mực đạo đức một cách tự giác thường xuyên như cơm ăn, nước uống hàng ngày, làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng nổi bật của người cán bộ đảng viên, trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy tổ chức Đảng cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng chỉ thị 35, thực hiện hết sức chặt chẽ, trong đó cần lưu ý công tác nhân sự, đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của cấp ủy Đảng, đồng thời phát huy trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định. Quá trình thực hiện cần làm đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong công tác lựa chọn, giới thiệu và bầu cử cấp ủy các cấp. Chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà. Sau 10 năm triển khai chỉ thị 40, hơn 1 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, tổng số gần 39.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ 19 chương trình tín dụng đạt hơn 15.000 tỷ đồng, với hơn 270 khách hàng đang vay vốn. Hà Nội là địa phương có nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội lớn nhất cả nước, với hơn 9.000 tỷ đồng, chiếm 56% tổng nguồn vốn cho vay. Ghi nhận những kết quả nổi bật hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố 10 năm qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, xuyên suốt quá trình lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, tín dụng chính sách xã hội luôn là giải pháp mang tính căn cơ, trọng điểm để triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, của từng địa phương về giảm nghèo nhanh và bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân, đảm bảo an sinh xã hội. Định hướng trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị
cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu được lợi từ việc vay vốn chính sách. Đồng thời, phải gắn kết các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, lồng ghép với các mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, các chương trình mục tiêu quốc gia. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc giám sát, lựa chọn đối tượng vay vốn, nâng cao hiệu quả, mục đích, trách nhiệm sử dụng vốn vay, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân. Chiều nay, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh dự hội nghị. 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tập trung lãnh đạo, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất. Tham mưu thực hiện tốt các chương trình, đề án về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ tiếp tục được đẩy mạnh. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô, các cấp ủy tổ chức Đảng cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang thủ đô. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô tăng cường hơn nữa tính chiến đấu trong nghị quyết, nhằm thể hiện sự quyết tâm tập trung và trọng tâm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đột xuất và nhiệm vụ thường xuyên 6 tháng cuối năm. Bí thư các quận ủy, huyện ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo các công việc liên quan đến quân sự, các nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn. Trên cơ sở trao đổi, thảo luận và ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, hội nghị đã thống nhất thông qua nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương chiều nay chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về đề nghị công nhận thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Theo hướng dẫn số 90 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nội dung lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 được thực hiện với 9 câu hỏi. Thời gian lấy ý kiến xong trước ngày 25 tháng 7 năm 2024. Theo kế hoạch, Hà Nội triển khai lấy ý kiến tổng số hơn 136.000 hộ trên địa bàn 401 khu dân cư của 121 xã thuộc 18 huyện, thị xã. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương hoan nghênh tinh thần quyết tâm của các đơn vị. Qua đó, góp phần cùng thành phố hoàn thành trước một năm nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Nhấn mạnh thời gian triển khai việc lấy ý kiến rất gấp rút, các đơn vị phải lan tỏa tinh thần đến từng người dân, đặc biệt là tính tiên phong của đội ngũ cán bộ mặt trận. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cho rằng, để thực hiện kế hoạch này, các đơn vị cần tham mưu cấp ủy, chính quyền, phân công rõ việc. Khi triển khai thực hiện, phải đảm bảo khách quan, toàn diện trong lựa chọn khu vực, hộ gia đình, địa bàn về lấy phiếu. Phải đặt người dân là trung tâm và được thụ hưởng thành quả thật từ xây dựng nông thôn mới. Chiều nay, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Cầu Giấy về công tác quản lý hành nghề y dược ngoài công lập từ năm 2021 đến nay. Tham gia đoàn có Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai. Quận Cầu Giấy đang có hơn 850 cơ sở y dược ngoài công lập. Trong những năm gần đây, không có khiếu kiện liên quan công tác quản lý y dược, không có vụ việc về thuốc giả, thuốc buôn lậu, không có tai biến do sự vô trách nhiệm của cán bộ y tế. Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên ghi nhận những kết quả đạt được trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn quận Cầu Giấy trong thời gian qua. Tuy nhiên, trưởng đoàn giám sát cũng nhấn mạnh trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những tồn tại hạn chế. Do đó, quận cần tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, phân công rõ trách nhiệm đối với từng cấp, từng ngành, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị, đồng thời tích cực tuyên truyền các quy định của pháp luật về hành nghề y dược tư nhân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người hành nghề. Cùng với tuyên truyền để từng cơ sở y dược tư nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật, cần thường xuyên rà soát đối với cơ sở hoạt động hành nghề y dược tư nhân trong việc chấp hành pháp luật, không để cơ sở hoạt động không phép tồn tại trên địa bàn. Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị quận tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở hành nghề vi phạm.
Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 5 trường hợp mắc bạch hầu, trong đó có một trường hợp tử vong ở Nghệ An. Vâng, và cách phòng ngừa bệnh bạch hầu hiệu quả nhất là tiêm vaccine. Vaccine phòng chống bệnh bạch hầu đều có trong chương trình tiêm chủng miễn phí cho trẻ tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên toàn địa bàn thành phố. Bà Phương hôm nay đưa cháu nội ra trạm y tế xã Yên Sở để tiêm mũi 3 phòng bệnh bạch hầu. Hiện toàn xã Yên Sở có khoảng 80 trẻ dưới 2 tuổi, cần tiêm đủ 4 mũi vaccine phòng bệnh bạch hầu. Tôi đi tiêm mũi 3 cho cháu là phòng bệnh bạch hầu. Cho đến 18 tháng, tôi sẽ đi tiêm nốt mũi 4 để phòng bệnh cho các cháu. Là chúng tôi là người dân là tiêm ở đây là được miễn phí, là chúng tôi là đều đi tiêm đầy đủ cho các cháu, cho phòng bệnh cho được tốt. Bệnh bạch hầu nó có rất là biến chứng rất là nặng và có thể dẫn đến tử vong. Nếu như trẻ không tiêm phòng đủ thì sẽ dẫn đến mắc bạch hầu và sẽ có nhiều biến chứng. Trạm y tế đã tuyên truyền trên đài truyền thanh và tuyên truyền trên cộng đồng khu dân cư của các thôn để các gia đình có trẻ trong độ tuổi tiêm phòng nắm được. Tại điểm tiêm chủng dịch vụ của CDC Hà Nội, chị Vân cũng đưa con nhỏ dưới 2 tuổi của mình đi tiêm phòng mũi 4 phòng bệnh bạch hầu. Hôm nay tôi cho bé lên tiêm mũi 4. Dạ, bạch hầu thì cũng muốn phòng bệnh cho bé để phòng những cái bệnh cho bé nó tốt hơn. Và tất cả các cái mũi thì theo quy định thì tôi cũng cho bé đi tiêm đầy đủ. Theo các chuyên gia dịch tễ, tiêm phòng vaccine bạch hầu cho trẻ là biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả. 15 năm qua, toàn thành phố chưa ghi nhận ca mắc bạch hầu bởi tỷ lệ tiêm phòng bạch hầu luôn đạt trên 90%, tương ứng với 190.000 trẻ dưới 2 tuổi mỗi năm. Đúng theo kế hoạch thì khoảng 20.000 người dân ở Hà Nội đã được nhận thẻ căn cước mới chỉ sau một tuần làm hồ sơ. Đẹp và hiện đại, đây là cảm nhận chung của những công dân đầu tiên được cầm trên tay chiếc căn cước mới. So với căn cước công dân, thẻ căn cước mới có nhiều điểm thay đổi. Hai mặt của thẻ căn cước in hoa văn màu xanh chuyển ở giữa màu vàng đến xanh. Nền mặt trước thẻ gồm bản đồ hành chính Việt Nam, trống đồng, các hoa văn họa tiết truyền thống trang trí. Bộ phận lưu trữ thông tin là mã QR code và chip điện tử được gắn ở mặt sau của thẻ căn cước. Các trường thông tin cũng có thay đổi về vị trí và cách trình bày, giao diện khoa học và dễ nhìn hơn. Và cái căn cước mới thì tôi rất là thích ở cái chỗ là gì? Nó ứng dụng công nghệ mới, đảm bảo cho mình cái an toàn. Đặc biệt hiện nay là công nghệ thông tin họ giả mạo rất là nhiều. Thì công nghệ mống mắt là tôi yên tâm là coi như là không bị kẻ gian lợi dụng để mà xâm chiếm các cái tài khoản của tôi. Con em mới được 3 tháng mà đã được là lấy căn cước rồi nên em rất là vui. Nó rất là sắc nét và đẹp hơn, trông nó đẹp hơn cái căn cước cũ. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội cho biết, toàn thành phố đã thu nhận hơn 40.000 hồ sơ làm căn cước trải dài trong tuần qua. Gần 20.000 căn cước mới đã được gửi đến tay người dân theo đúng kế hoạch. Tất cả các trường hợp mà thu nhận hồ sơ thì chúng tôi cũng tiến hành gửi dữ liệu ngay lập tức. Sau đó thì việc Bộ Công an sẽ tiến hành đối sánh dữ liệu và tiến hành trả thẻ theo đúng quy định. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì chúng tôi đã thu nhận được khoảng gần 1.700 trường hợp. Đối trẻ em từ 6 đến dưới 4 tuổi thì đã trên 13.000 trường hợp được thu nhận. Đến thời điểm này tại thì chúng tôi cũng đã tiến hành trả thẻ cho khoảng gần 20.000 trường hợp. Ngoài những công dân đến nhận thẻ căn cước trực tiếp tại cơ quan công an, 2/3 trong số này được phân loại và gửi về tận nơi theo đường bưu điện. Để giảm tải lượng người dân xếp hàng làm căn cước như trong tuần qua, đối với các đối tượng từ 0 đến 6 tuổi, Bộ Công an khuyến khích người dân đăng ký làm căn cước tại nhà thông qua cổng dịch vụ công. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua 24 năm vận hành và phát triển, ghi nhận nhiều dấu mốc quan trọng và đã có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào nền kinh tế đất nước. Khoảng 8% dân số Việt Nam có tài khoản chứng khoán đã cho thấy kênh đầu tư này vẫn đang thu hút dòng tiền trong dân. Sau một thời gian tìm hiểu, hôm nay chị Thu Hiền đi mở tài khoản tại một công ty chứng khoán. Có hơn 1 tỷ tiền nhàn rỗi, chị Hiền cho rằng kênh đầu tư này có thể sinh lời trong 6 tháng cuối năm. Tôi dự đoán rằng cái đầu tư của tôi vào thị trường chứng khoán kỳ vọng rằng sẽ có lợi nhuận trong những thời gian tới. Chị Hiền
là một trong gần 8 triệu nhà đầu tư cá nhân có tài khoản chứng khoán tại Việt Nam. Riêng trong tháng 6, theo thống kê từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam VSD, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đón nhận thêm 106,5 nghìn tài khoản cá nhân mở mới. Đến tháng 6 năm 2024, vốn hóa thị trường cổ phiếu khoảng 6,66 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 65% so với GDP năm 2023. Những con số này là tín hiệu tích cực đối với một thị trường chỉ còn vài ngày nữa là tròn 24 tuổi. Ở các thị trường phát triển mà có bề dày lịch sử trên thế giới thì thường dân số đầu tư khoảng trên 75%. Chúng ta đang hướng tới những mục tiêu đó ở tương lai, ở phía xa. Giới trẻ càng ngày đang càng quan tâm đến thị trường chứng khoán. Và tôi cho là cái lượng mở mới tài khoản sẽ còn tăng, thậm chí tăng rất nhiều trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong tháng 6, lượng tài khoản của nhà đầu tư tổ chức chỉ tăng thêm 163 tài khoản, một con số khá khiêm tốn. Để thu hút được nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam cần đạt mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán vào năm 2025. Khi đó, dòng vốn ngoại đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam ước tính có thể tăng thêm từ 3 đến 5 tỷ đô la Mỹ một năm. Rà soát cái thể chế, các cái quy định về ký quỹ và làm sao chúng ta xây dựng một cái thể chế mà có những cái bước đi phù hợp với cái thị trường chứng khoán Việt Nam, minh bạch cái thông tin trên thị trường, thì chúng tôi cũng đang sửa đổi các cái quy định liên quan đến cái việc mà các cái doanh nghiệp niêm yết trên thị trường phải có những cái bước đi khẩn trương để thực hiện cái việc công bố các cái thông tin của mình trên thị trường bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Trong tuần này, Bộ Tài chính cũng sẽ công bố dự thảo cuối cùng của thông tư liên quan đến nâng hạng thị trường chứng khoán để hoàn thiện khung pháp lý. Thêm vào đó, luật bất động sản có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 năm 2024. Xuất khẩu tăng trưởng, tỷ giá được kiểm soát sẽ là những yếu tố tích cực cho sự đi lên của thị trường chứng khoán 6 tháng cuối năm. Thắp ngọn lửa hồng là nhan đề của trưng bày đặc biệt vừa khai mạc sáng nay tại di tích nhà tù Hỏa Lò. Trưng bày là câu chuyện cảm động về ý chí kiên cường, sự hy sinh anh dũng của những người con ưu tú từng bị địch bắt giam trong các nhà tù và cũng là tình cảm thiêng liêng góp phần thắp lên ngọn lửa tri ân các anh hùng liệt sĩ. Cuộc gặp gỡ đầy nước mắt cách đây 91 năm tại nhà tù Hỏa Lò giữa hai vợ chồng và cũng là hai nhà cách mạng tiền bối trước khi người chồng bị lưu đày ra côn đảo và hy sinh sau đó 10 năm, đã được tái hiện chân thực ngay tại di tích nhà tù Hỏa Lò sáng nay. Nhớ lại những cái đau khổ, rất là bực mình, căm thù cái địch, nhưng mà nó thương, thương cán bộ của ta là hy sinh. Hiểu cái đau khổ lắm. Tôi thấy rằng là mình đi hy sinh, mình không có ăn hận gì cả. Là mình đi làm cho cách mạng, là mình đi. Mà tôi thấy nghe, thấy cái cách mạng làm cái điều tốt cho dân. Và thật là mình hy sinh mình như thế. Nhưng mình không có ăn hận gì. Hai gian xà lim giam tù nhân bị kết án tử hình đã được phục dựng cùng với ba nội dung trưng bày. Tiếng súng mở đầu, chọn một lời thề và dấu xưa vang mãi. Những nội dung thuyết minh kết hợp với âm thanh bổ trợ như ngược dòng lịch sử về những năm tháng gian khổ, khắc nghiệt mà các thế hệ cha ông đã trải qua khi bị địch bắt giam trong nhà tù Hỏa Lò. Đã thành truyền thống rất nhiều năm, chúng ta có những kỷ niệm như thế này. Nhưng mà ở đây, hôm nay, lần đầu tiên có cái tính quy mô. Và thứ hai, toàn diện. Thứ ba, rất sâu sắc. Và thứ tư là đã được tập hợp và bằng khoa học, nghệ thuật và cả mỹ thuật của việc trưng bày nữa. Ở đây có những cái tư liệu và những cái thông tin về người thật việc thật và những bài báo và những tư liệu viết tay ạ. Thì cái đấy tạo cho con cảm giác rất là chân thực và cảm thấy rất là bồi hồi xúc động khi mà nhìn thấy ông cha ta đã đổ máu hy sinh vì lịch sử dân tộc ạ. Thì với cảm nhận của một học sinh như con thì con mong muốn là các bạn học sinh sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức về lịch sử dân tộc và tiếp tục giữ gìn những cái giá trị truyền thống đó. Trưng bày Thắp ngọn lửa hồng diễn ra đến ngày 15 tháng 8 năm 2024 tại di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Thưa quý vị, Điện Kremlin tối ngày 8 tháng 7 đã công bố video về cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại dinh thự của ông Putin ở Novo Ogaryovo, ở ngoại ô thủ đô Moscow. Lãnh đạo Nga đã lái chiếc xe điện nhỏ chở Thủ tướng Ấn Độ đi quanh khuôn viên dinh thự. Theo truyền thông Nga, trong lúc đi dạo, hai lãnh đạo đã trao đổi tích cực cả trực tiếp và cả qua thông dịch viên. Tổng thống Nga Putin chúc mừng Thủ tướng Ấn Độ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp vào tháng trước, khen ngợi ông Modi là người nhiệt huyết, có khả năng đạt được những thành tựu vì lợi ích của đất nước và người dân Ấn Độ. Khi hai lãnh đạo cùng uống trà trong dinh thự, ông Modi nhắc lại cuộc bầu cử ở Ấn Độ, nói rằng người dân đã trao cho ông cơ hội phụng sự đất nước. Thủ tướng Modi cũng đăng bài viết trên mạng xã hội X cảm ơn Tổng thống Putin đã tiếp đón tại dinh thự ở Novo Ogaryovo. Thủ tướng Ấn Độ bắt đầu chuyến thăm Nga từ ngày 8 tháng 7. Ông Modi cho biết ông mong muốn tăng cường quan hệ đối tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, nhấn mạnh mối quan hệ bền chặt hơn giữa Ấn Độ và Nga sẽ đem lại lợi ích to lớn cho người dân hai nước. Nga và Ấn Độ có mối quan hệ lâu dài. Nga là nhà cung cấp dầu và vũ khí quan trọng cho Ấn Độ. Lần gần nhất ông Modi thăm Nga là vào năm 2019. Thủ tướng Ấn Độ tiếp đón ông Putin tại New Delhi hai năm sau đó. Điện Kremlin ngày 9 tháng 7 khẳng định tên lửa phòng không của Ukraine, chứ không phải của Nga, đã nhắm trúng một bệnh viện nhi ở Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8 tháng 7 cho biết Nga đã trút tên lửa xuống các thành phố trên khắp nước này trong giờ cao điểm buổi sáng, bao gồm thủ đô Kiev cũng như các vùng Dnipro, Kryvyi Rih, Slovyansk và Kramatorsk, khiến nhiều người thương vong. Đây được coi là đợt không kích dữ dội nhất của Nga tại Ukraine trong nhiều tháng. Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tiến hành họp khẩn theo yêu cầu của Anh, Pháp, Ecuador, Slovenia và Mỹ. Phản ứng trước cáo buộc của Kiev, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga không tiến hành tấn công vào các mục tiêu dân sự. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội nước này đã thực hiện các cuộc không kích vào Ukraine, nhưng cho biết các cuộc tấn công chỉ nhằm vào các mục tiêu công nghiệp quốc phòng và căn cứ hàng không, đồng thời phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường. Nhà Trắng đã lên tiếng bác bỏ thông tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đang điều trị bệnh Parkinson, một bệnh lý thần kinh liên quan đến tuổi tác. Thông tin được đưa ra sau khi tờ New York Times đưa tin, nhật ký thăm viếng cho thấy tiến sĩ Kevin Conrad, một bác sĩ chuyên về căn bệnh này, đã đến Nhà Trắng ít nhất 8 lần, từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024. Tiến sĩ Kevin O'Connor, bác sĩ riêng của Nhà Trắng, đã gửi một lá thư vào tối qua khẳng định, Tổng thống Biden chưa gặp bác sĩ thần kinh nào ngoài buổi khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Sự có mặt của tiến sĩ Conrad tại Nhà Trắng là một phần trong các buổi khám thần kinh của ông nhằm mục đích hỗ trợ hàng nghìn quân nhân đang tại ngũ được giao nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động của Nhà Trắng, chứ không phải để điều trị cho Tổng thống. Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cũng cho biết Tổng thống Biden đã gặp bác sĩ thần kinh 3 lần liên quan đến kỳ kiểm tra sức khỏe hàng năm của ông và cho biết có hàng ngàn quân nhân tại Nhà Trắng cũng cần được thăm khám sức khỏe liên quan đến thần kinh. Tổng thống Joe Biden đang phải đối mặt với những chỉ trích từ một số đảng viên Dân Chủ, cho rằng ông không đủ minh mẫn để trở thành ứng cử viên đối đầu với cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 5 tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, Tổng thống Biden khẳng định ông sẽ không từ bỏ chiến dịch tái tranh cử của mình. Theo thông tin cập nhật đến chiều nay, số người thiệt mạng trong vụ lở đất gần mỏ khai thác vàng trái phép trên đảo Sulawesi, miền trung Indonesia đã tăng lên 23 người, trong khi 35 trường hợp vẫn mất tích. Thời tiết xấu đang cản trở nỗ lực cứu hộ những người mất tích. Ông Heri Yanto, người đứng đầu văn phòng Gorontalo của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Indonesia cho biết, vụ lở đất khiến nhiều thợ mỏ và người dân sống trong khu vực lân cận thiệt mạng. 164 nhân viên, bao gồm đội cứu hộ quốc gia, cảnh sát và quân nhân, đã được triển khai để tìm kiếm những người mất tích. Lực lượng cứu hộ phải đi bộ khoảng 20 km để đến địa điểm lở đất và đang bị cản trở bởi lớp bùn dày trên đường và mưa tiếp tục trong khu vực. Lực lượng cứu hộ cũng phải tạm dừng việc tìm kiếm người mất tích do mưa lớn trong ngày hôm qua. Indonesia thường xuyên phải đối mặt với các trận lũ quét và lở đất do mưa lớn. Vào tháng 5, lũ quét và lở đất do mưa xối xả đã cướp đi sinh mạng của hơn 50 người ở Tây Sumatra. Vào tháng 4, một vụ lở đất do mưa lớn cũng khiến ít nhất 18 người ở Nam Sulawesi thiệt mạng. Chỉ trong vòng 2 tuần sau khi phóng thành công, vệ tinh Thiên Văn Trung Pháp đã hoàn thành thử nghiệm khởi động và đã phát hiện 3 vụ nổ tia gamma đầu tiên.
hiện tọa độ 3 vụ nổ tia gamma này đã được đưa vào mạng lưới điều phối chung quốc tế. Vệ tinh Thiên Văn Trung Pháp đã được phóng lên vũ trụ vào ngày 22 tháng 6. Sau khi máy theo dõi tia gamma và máy thăm dò cao áp do Viện Vật lý Năng lượng Cao thuộc Viện Khoa học Trung Quốc nghiên cứu chế tạo được khởi động, vệ tinh đã tiến hành thăm dò thử nghiệm trên quỹ đạo và phát hiện 3 vụ nổ tia gamma đầu tiên trong vũ trụ vào các ngày 27 tháng 6, 29 tháng 6 và mùng 2 tháng 7. Theo truyền thông Trung Quốc, vụ nổ tia gamma là vụ nổ thiên thể mạnh nhất sau vụ nổ lớn được phát hiện vào năm 1967. Các vụ nổ tia gamma có thể diễn ra chỉ trong một phần nghìn giây hoặc dài tới vài giờ. Năng lượng tỏa ra trong vài giây tương đương với tổng năng lượng bức xạ của mặt trời trong 10 tỷ năm. Vệ tinh Thiên Văn Trung Pháp là dự án hợp tác quốc tế quan trọng giữa Trung Quốc và Pháp trong lĩnh vực khoa học vũ trụ. Đây cũng là vệ tinh có khả năng quan sát tổng hợp đa băng tần mạnh nhất về các vụ nổ tia gamma trong vũ trụ trên thế giới cho đến nay.